Em Đức Hải Dương xin kính chào toàn thể quý chị và các bạn đang theo dõi clip của em Đức. Mới nhất trong cái ngày hôm nay thì bên Đức lại trân trọng giới thiệu cho anh chị và các bạn thêm một cái mẫu xe form dáng khá là nhỏ gọn thôi. Trước mặt này nhỏ của anh chị và các bạn, đây là một cái mẫu xe Kia Morning được sản xuất năm 2015 bản C. Với cái mẫu xe này thì được đăng ký lần đầu năm 2016, tên tư nhân, một chủ từ mới. Và chiếc xe này thì em sẽ bảo hành cho chị và các bạn là máy zin, keo chỉ zin và sơn zin đến 90%, xe không lỗi gì. Anh chị nào mà mới xem clip của em Đức lần đầu tiên mà quan tâm những cái dòng ô tô cũ từ vài chục triệu đến vài trăm triệu thì nhớ share và like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em Đức càng ngày càng phát triển. Và em Đức luôn luôn sẽ đồng hành với anh chị và các bạn tìm những cái mẫu xe giá hợp lý nhất để cho anh chị và các bạn sở hữu được những chiếc ô tô theo ý của mình. Và cái mẫu xe Kia Morning ngày hôm nay em Đức muốn giới thiệu cho anh chị và các bạn là một chiếc xe zin toàn tập, xe không lỗi gì, xe không chạy dịch vụ, không chạy taxi, xe này là zin cả xe anh chị và các bạn nhé. Xe là khá ok, tư nhân, một chủ từ mới, xe không chạy dịch vụ, không chạy taxi, xe còn khá là mới. Tổng thành về sơn vỏ và nội thất bên trong bên ngoài là vẫn còn nguyên bản theo xe. Xe thì còn khá là đẹp. Một chiếc xe đời khá là cao. Với cái mẫu xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó khá là tiết kiệm, rơi có khoảng tầm 5 lít trên 100 km. Một chiếc xe khá đẹp và giá khá là bình dân. Máy trước này thì đại chất luôn anh em nhé. Máy đại chất luôn. Thì với cái mẫu xe này đã được nhà sản xuất trang bị đèn led. Đèn led ban ngày anh em. Đèn led ban ngày anh em nhé. Đèn khá là sáng luôn. Chiếc xe này nó zin cả xe anh em nhé. Zin cả xe luôn. Đấy. Xe là zin đét luôn anh em nhé. La răng đúc này anh em ạ. La răng đúc này. Cái bộ mâm đúc này khá đẹp. Phanh ABS anh em nhé. Phanh ABS này. Đúc khá là dày. Kính của nó này, kính zin anh em nhé. Kính zin cả xe. Đây. Anh em ạ. Kính zin. Đây em. Hộp sau. Xe khá đẹp. Cụm đèn pha sau đèn led anh em ạ. Cụm đèn hậu. Bản C anh em nhé.
Với cái mẫu xe này thì hiện tại bên Bức Ra đang chào bán hơn 200 triệu. Hơn 200 triệu đồng. Đây. Đây các bạn. Nội thất ghế da này, xe như mới luôn anh em ạ. Sàn lót bì tôm anh em nhé. Sàn bì tôm. Đấy. Và chiếc xe này không có chạy dịch vụ, không chạy taxi. Và giá thì hợp lý. Vô lăng thích hợp anh em ạ. Vô lăng thích hợp. Đấy. Bảng đồng hồ không báo lỗi gì luôn. Xe chạy 9.3 anh em ạ. Chạy 9.3. Màn hình cam đùi loa đài đầy đủ anh em nhé. Đấy. Vô lăng củ số các bạn này. Củ số cực đẹp luôn. Phanh tay này. Các bạn nhìn khá đẹp. Chiếc xe này thì nó zin toàn tập luôn anh em ạ. Zin toàn tập luôn anh em nhé. Bảo hành cho các bác luôn. Xe là không có một lỗi gì. Ốc gác anh em nhìn. Kéo chỉ con đây anh em. Với cái mẫu xe thì em Đức sẽ bảo hành cho chị và các bạn là keo chỉ zin. Không lỗi gì. Xe ngồi khá là rộng rãi. Ghế da là vẫn ghế da nguyên bản theo nhà sản xuất anh em nhá. Đấy, xe là không có chạy gì cũng chạy taxi. Giá thì khá hợp lý. Gương kính chỉnh điện. Khóa chốt an toàn. Chiếc xe này là zin toàn tập luôn anh em nhé. Trần này. Trần nỉ anh em nhé. Trần nỉ. Giá khá hợp lý. Gạt mưa. Gạt mưa sau anh em. Gạt mưa sau. Zin luôn, chất mịn màng. Zin hết anh em nhé. Zin hết luôn. Chiếc xe là zin toàn tập. Xe không lỗi gì. Kính zin anh em nhé. Toàn bộ là kính zin hết. Đây, anh em. Mẫu xe khá đẹp, khá hợp lý. Đồng hồ báo không lỗi gì. Xe này ngồi rất là rộng rãi anh em nhé. Em Đức ngồi khá ok này. Chốt khóa an toàn anh em. Gương cụp xe. Đây, tích hợp xi nhan anh em nhé. Này. Tích hợp xi nhan đây gương. Anh em nhìn này. Gương cụp xe. Giá thì khá ok. Với tầm tiền hơn 200 triệu.
quang động cơ của nó này anh em. Mình giác luôn. Mình giác luôn này anh em nhé. Với cái mẫu xe Kia Morning bản C sản xuất năm 2015 này, thì bên em Đức đang chào bán là 258 triệu đồng. Trong đó là đã có phí rút hồ sơ cho anh chị và các bạn trên toàn quốc. Anh chị và các bạn nào muốn xem xe trực tiếp thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương, hoặc là ga Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương. Liên hệ trực tiếp bên em Đức qua số điện thoại là 0962 567089 và một số nữa là 0975 567089 để được tư vấn trực tiếp về cái mẫu xe Kia Morning bản C sản xuất năm 2015 này. Và một lần nữa em Đức rất cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi clip của em Đức suốt thời gian vừa qua. Vâng, em xin chào anh chị và các bạn nhé.